Xin chào, mình là Ngọc Vi và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục Hôm nay ăn gì? Nhớ chuẩn bị một tô mì gói nhé. Và ngày hôm nay thì mình đang đứng tại nhà văn hóa thanh niên, phía sau mình chính là hội chợ ẩm thực Street Food. Điều đặc biệt đó là hội chợ này sẽ diễn ra thường xuyên vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần từ khung giờ 9 cho đến 10 giờ tối. Như vậy thì mỗi cuối tuần các bạn đều sẽ có một lựa chọn cho mình hết. Hơn nữa vì đây là hội chợ ẩm thực cho nên là chúng ta chỉ có việc vào đây ăn và uống thôi, nhưng mà nhớ trả tiền nữa. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào trong và khám phá nhé, bởi vì mình thật sự rất là đói bụng. Mực khổng lồ. Bây giờ thì đã đến lúc mình phải chọn cho mình một vài món ăn rồi. Let's go. With squeeze, huh? Freshly, man. Freshly, man. Yes. Wow, so good. Yes. Okay, let's go. Thank you so much. So please, you can come here. Yes. Okay. How much? For this is 40,000. And this is free for you. Free? Oh. Yes. Thank you. Thank you so much. Bây giờ thì mình sẽ thử cái món đầu tiên, đó là mực khổng lồ chiên. Món này thật ra là chỉ có mực tươi, không có tẩm ướp gì hết, sau đó là lăn qua bột và chiên giòn thôi. Ăn lạ. Cái mực này thì còn khá là tươi nhưng mà không có tẩm ướp cho nên tất nhiên là nó sẽ không có vị. Chỉ có cái mùi vị của mực. Bên ngoài thì có cái lớp bột chiên cho nên là nó sẽ có độ giòn, nhưng mà do là mình để hơi lâu cho nên là nó bị giảm đi. Nhưng mà nói chung là đối với mình thì mình thích món này bởi vì mình thích mực và cái mực này thì nó còn tươi. Bây giờ sẽ làm một cái món thứ hai, bánh mì nướng muối ớt. Thì thật ra đây là một món rất là quen thuộc bởi vì hiện tại thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì trong cái thời gian vừa qua thì đây đã trở thành một món ăn mà có thể nói là rất là phổ biến. Hầu như là đi đến rất là nhiều con đường thì ở đâu cũng có bánh mì nướng muối ớt hết. Nói về bánh mì muối ớt này thì thật ra là mình ăn cũng rất là nhiều rồi. Chúng ta sẽ có là bánh mì thì nó sẽ có độ giòn. Thật ra là đây là một món ăn no, nói nướng muối ớt nhưng mà chủ yếu là nó sẽ có thêm rất là nhiều cái topping thêm vào. Tuy nhiên thì nó hơi, ở đây mình ăn thì nó hơi mặn một xí, bởi vì cái sốt này nó cũng có vị mặn mặn. Và bản thân tép khô với lại trà bông thì nó đã mặn rồi. Tiếp theo thì đây là một món ăn gọi là đặc trưng của Hà Nội, phở cuốn. Nhưng mà khi mà vào thành phố Hồ Chí Minh thì nó có một chút biến tấu và lai tạp, giống như là khi mà mình trò chuyện với cái chị mà thực hiện món ăn này vậy. Bởi vì người thành phố thì thích ăn là cuốn nhiều to, chứ còn mình nhớ trước đây khi mà mình ăn ở Hà Nội thì phở cuốn nó nhỏ thon và nó rất là nhiều cuốn. Thôi bây giờ ăn đã. Bự quá. Rồi nước chấm này. Làm sao mà bỏ hết vào miệng đây. Cái nước chấm khá là cay, mặc dù chỉ chấm một tí thôi mà mặc dù mình cũng là một người ăn cay. Nó sẽ có độ dai của bánh phở, mùi thịt nướng và thơm, và trong đó thì nó có cả đậu phộng béo béo rồi rau nữa. Nói chung ăn cái cuốn này thì nó sẽ đầy đủ chất, nhưng mà nó vẫn khác với mùi vị phở cuốn mà mình từng biết. Và nó biến tấu thì nó giống như là gỏi cuốn của miền Nam hơn, chỉ khác là cuốn bên ngoài là bánh phở thay vì bánh tráng thôi. Món tiếp theo là ở trong đây thì có rất là nhiều đồ nướng mà mình đã chọn một quầy đồ nướng riêng, nhưng mà mình khá bất ngờ là mua có một con ếch thôi nhưng mà được tặng một sâu bạch tuộc và được tặng cả một ly trà cỏ. Nhưng mà chủ yếu là chúng ta phải ăn thử đồ nướng đã. Nướng thì gọi là vừa chín, nó không bị bở thịt. Thứ hai nữa là cái ướp thì đối với mình là vừa ăn thêm cái phần nước chấm này, giống như là hình như là tự làm ấy, tự pha chế, và cái nước chấm này khá ngon. Bạch tuộc nha. Bạch tuộc khá là tươi, rất là giòn. Hôm nay gọi là như thế nào nhỉ? Rất là may mắn. Hình như là đi mua đồ ở đâu cũng được tặng hết. Mua đồ nướng thì được tặng bạch tuộc với cả trà cỏ. Và hình như là các bạn mua nhiều món thì các bạn cũng sẽ được khuyến mãi trà cỏ này luôn ấy. Uống thử lại nha. Món này thì thật ra là nó không phải gọi là quá đặc sắc, mà chủ yếu là cái size nó to. Chúng ta có thể là giải khát được trong những ngày trời nóng như thế này, trong cái hương vị thanh mát. Thứ hai là
Ở đây thì vừa được xem mấy anh biểu diễn bartender, rồi sau khi mà các bạn mua nước xong thì còn được bốc thăm để nhận một cái phần quà khuyến mãi bất kỳ. Lúc đầu thì mình bốc được một cái sticker thôi, nhưng mà cho bốc thêm lần nữa thì được cái này, tặng thêm một cái túi nước nữa. Lúc đầu gọi cái món này là nước dưa hấu, nhưng mà nó không giống như là những cái chỗ mà bán nước ép dưa hấu bình thường mình hay uống, bởi vì cái này là có qua pha chế rồi, cho nên là nó có nhiều cái hương vị hơn và mình rất là thích. Nói chung là mình nghĩ là các bạn nên trải nghiệm thử. Cái vị ngọt của dưa hấu nó sẽ bị giảm bớt, như vậy thì nó sẽ không bị ngán hay là quá ngấy. Thêm vào đó thì có chanh nữa, lúc nãy mình thấy là có cả chanh vào, cho nên là nó sẽ làm trung hòa cái vị lại để vừa hơn và nó vẫn giữ được cảm giác tươi mát nhưng mà không có quá nhiều đường để nó làm chúng ta bị nóng. Tí nữa thì quên, chúng ta vẫn còn một cái món tráng miệng nữa, đó là mochi nước, có cả mochi cherry nữa, nhưng mà hết mất rồi. Có thể thấy là cái độ hot của nó đến mức như vậy. Hiện tại thì còn mochi dâu thôi, bây giờ mình sẽ ăn nha. Cái này thì nó sẽ giống như là rau câu vậy, và đây là một cái món gọi là đặc trưng, một cái món khá là đặc sắc nữa. Ở bên ngoài thì sẽ rưới một cái lớp mật ong. Y như mình nói vậy, ăn như rau câu thôi, chủ yếu là món này đẹp để các bạn kêu ra rồi chúng ta chụp hình check in. Rồi bây giờ thì tới quay phim đi. Bé vô, bé vô. Sau khi mà ăn hết những cái món ăn này thì bản thân mình cảm thấy là ăn đồ ăn món Việt vẫn ngon hơn là ăn món Thái hôm trước. Và một cái điểm rất là đặc biệt đó là những cái món nướng ở đây, những cái món nướng mà hải sản này cho đến cái con ếch lúc nãy mình ăn nữa thì đều rất là tươi. Trong khi đó thì nhiều quán mà chuyên bán đồ nướng hiện tại ở Thành phố Hồ Chí Minh thì có nhiều quán bán đồ nướng luôn á, nhưng mà chưa chắc là tươi được như thế này. Chính vì vậy thì mình cảm thấy là nếu cuối tuần các bạn đang phân vân không biết phải đi đâu ấy, thì đến cái hội chợ này là một lựa chọn cực kỳ hợp lý luôn. Đồ ăn ngon nè. Thứ hai là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái món ăn, những cái lựa chọn mà có những cái món ăn mà đang nổi tiếng ở thành phố luôn. Chúng ta không cần phải tranh giành với nhau hay là phải phân vân là nên đi đâu để phù hợp cái sở thích của từng người. Wow, người con gái ấy vừa mới đi lướt ngang camera một cách rất tỉnh táo. Còn bây giờ thì nếu như các bạn yêu thích chương mục Hôm nay ăn gì của F-Channel thì hãy like và subscribe để ủng hộ nhé. Bye bye. Hai thanh niên này đã bước BD hôm hơn trước. Nhưng mà ăn rồi. Để em cắn con miếng. Để cắn cho. À. Ngon anh. Cái gì vậy? Con tỉ này mới chai quá. Một, hai, ba. Nhảy lên, nhảy lên. Tiền điện không? Tiền điện không? Rớt. Khánh, nào vô ăn luôn. Rồi. Mất dậy.